Từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lang Chánh kêu gọi vận động hưởng ứng tuần lễ hướng về thành phố mang tên Bác. Đầu mối đăng ký và tiếp nhận hàng tại các khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, quyên góp nhu yếu phẩm, hàng hóa khô, báo cáo và tập kết về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lang Chánh, địa chỉ số 91 đường Quyết Thắng, khu phố Phướng Bàn, thị trấn Lang Chánh, số điện thoại 0979 595 067 hoặc 0972 317 827 để chuyển lên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh, chi viện kịp thời vào thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhà trường, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động ủng hộ bằng các sản phẩm có thể làm được, trồng được như kẹo nhãn, lạc, khoai tây, bí xanh, bí ngô, do điều kiện về khoảng cách, vận chuyển dài, đóng gói nhỏ gọn nên hàng ủng hộ ưu tiên là hàng khô, củ quả để được lâu ngày, thuận tiện cho công tác vận chuyển và phân phát cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Các tổ chức thành viên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vận động cung cấp kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thống nhất đầu mối tiếp nhận ủng hộ là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lang Chánh chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng hóa, báo cáo chuyển về nơi tập kết hàng hóa phổ biến theo đúng quy định. Ban công tác mặt trận các khu phố báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền chủ trì cùng với các tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền vận động kêu gọi các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực quyên góp hàng hóa, sản phẩm tự làm được. Mặt hàng chủ lực là măng, lạc, vừng, bí xanh, bí ngô, chuối xanh, kẹo nhãn, gạo nếp, gạo tẻ để ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối tiếp nhận, tránh việc chồng chéo giữa các tổ chức trên địa bàn. Ngay sau thời gian phát động tại điểm tiếp nhận ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lang Chánh đã có rất đông các tổ chức, đoàn thể, bà con nhân dân các khu phố chở hàng hóa nông sản đến điểm tập kết để đóng gói, chuẩn bị chuyển lên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh chi viện kịp thời vào thành phố Hồ Chí Minh. Hỗ trợ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 là hết sức có ý nghĩa, cấp bách và đầy tính nhân văn. Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lang Chánh rất mong các khu phố, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường đóng trên địa bàn quan tâm hỗ trợ để triển khai kịp thời với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.